Mến chào tất cả các bạn cũng như là quý bà con đang xem nha. Thì ngày hôm nay thì mình lại ra cái vườn bầu của mình các bạn, thì mình chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm trồng bầu nha các bạn ha. Thì cái tiêu đề mình có ghi là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách mà đặc trị cái bệnh là vàng lá, đốm lá trên cây bầu nha các bạn. Kiểu như thế này nè các bạn. Ở đây là nó đang bị vàng lá cũng như là đốm lá này nè các bạn. Các bạn xem. Thì cái vàng bầu này thì mình cũng mới trồng thôi nha các bạn ha. Mới trồng thôi chứ không có trồng lâu các bạn. Nhưng mà hôm nay là nó có một số dây là nó bị là vàng lá cũng như là đốm lá này các bạn. Các bạn xem nè. Đó, các bạn trồng bầu các bạn nhận diện giùm mình ha. Thì ở đây thì mình xin chia sẻ cho các bạn một cái loại thuốc mà nó trị được cái này ha. Thì cái loại thuốc là cái thằng là Anvin nha các bạn. Thì cái loại thuốc Anvin này á là nó là cái chai của nó là 100ml nha các bạn ha. Thì nó cái giá nó tầm đâu khoảng là 60.000 một chai. Thì trên mạng nó cũng có bán nữa các bạn, trên Shopee á, Lazada này nọ đó là đều có nha các bạn ha. Nhưng mà ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn vậy, nhưng mà mình cũng xin được nói như vậy này các bạn. Thì nếu như là các bạn trồng khoảng 100 dây đi mà nó có chỉ có là 5 dây đến 10 dây mà nó bị bệnh vàng lá đốm lá, thì các bạn thì cứ nên bỏ qua nó đi nha, chứ không cần là phải là mua thuốc xịn chi các bạn. Vì mình nghĩ như thế này nè, thì nếu như là các bạn trồng đồ mà kinh doanh á, thì nếu như cái gì mà mình cũng bỏ tiền ra mà mình mua thuốc mình xịt này nọ, thì cái sau này mà cái giá nữa các bạn nè, nó vàng lá nữa nè, thì mình mà cái đầu ra của mình cái giá bầu mà nó thấp quá rẻ thì mình sẽ lỗ nha các bạn. Thì ở đây mình xin khuyến cáo là các bạn là ví dụ như là nó trồng 100 dây mà nó bị chừng 5-10 dây á, thì thôi các bạn hãy bỏ đi. Còn nếu như mà nó bị tầm đâu khoảng là 20% đến 40% á, thì các bạn là nên mua thuốc xịt. Thì cái thuốc á, mình xin chia sẻ cho các bạn đó là cái thuốc là Anvin nha các bạn ha. Thì các bạn có thể là ra những cái tiệm vật tư nông nghiệp á, các bạn nói thì người ta sẽ là bán cho các bạn thôi. Thì cái chai đó chỉ có 60.000 một chai. Chai là 100ml nha các bạn. Đó. Đây nè bạn, đây nó cũng bị là vàng lá này các bạn. Thì cái mô hình này á là mình trồng là trên cái mô hình là đất ruộng nha các bạn ha. Và ở đây á, là mình có là đi dây bạc nè các bạn cũng như là lưới gà nè. Thì trong những cái video lần trước á, thì mình cũng có là chia sẻ cho các bạn á. Thì các bạn có thể là xem lại. Đây vàng lá nè các bạn. Thì vàng lá như thế này á, thì mình cũng không có mua thuốc mình xịt nữa các bạn. Nhưng mà là có nhiều bạn là bình luận trong cái kênh của mình các bạn là các bạn là bị vàng lá đốm lá trên cây bầu á, thì có thuốc nào xịt hay không. Thì ở đây thì mình cũng xin được chia sẻ cho các bạn vậy. Thì cũng tùy vào cái thời tiết cũng như là cái địa điểm mà các bạn trồng á. Có nhiều bạn xịt thì nó vẫn không hết. Lý do là cái ví dụ như là các bạn xịt xong rồi trời mưa này nọ các bạn, là cái lý do thời tiết nó làm thuốc nó trôi á, thì nó sẽ không có hết nha các bạn ha. Thì các bạn là nên xịt là vào những lúc là trời nắng nha các bạn. Đó, ở đây thì mình quay cho các bạn xem cái mô hình trồng bầu leo vàng của mình các bạn. Nhưng mà hôm nay nó bị vàng lá đốm lá. Nhưng mà vàng lá đốm lá ở đây là nó còn nhẹ nha các bạn nha. Nó không có là bị lớn nha các bạn. Nó không có bị nhiều. Ở đây mình cũng không có xịt nữa. Thì chỉ ra quay demo cho các bạn xem thôi. Cũng như là chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm á. Thì bạn nào đang xem thì hãy cho mình một cái nút like nha các bạn. Cũng như là một cái nút đăng ký nằm ở bên dưới á. Thì để mình có động lực á. Thì mình ra những cái video tương tự cho các bạn cùng xem. Đây các bạn, cây bầu mình nó đang bị vàng lá này các bạn. Như là vàng lá nhẹ thôi các bạn ha. Ở đây thì mình cũng có là xịt thuốc dưỡng rồi các bạn. Cũng như là xịt sâu rồi. Thì nó cơ bản là nó tốt nha các bạn ha. Thì cái cách trồng của cái cây bầu này các bạn, thì ở đây mình trồng bằng bạc các bạn. Thì trong cái bạc này nè bạn, nó có những cái lỗ nè các bạn. Nó quay xa cho các bạn xem nè. Nhưng mà ở đây là mình trồng một cây rồi mình bỏ một lỗ nha các bạn ha. Rồi tiếp tục thì mình trồng một dây. Nó các bạn xem ha. Cái khoảng cách mà bây giờ bạn thấy không. Còn đây là cây bầu các bạn đang lên. Nó bị cũng hơi bị đốm lá nhẹ thôi các bạn ha. Thôi để quay cho các bạn xem. Cây bầu này thì mình đầu tư là trên cái lưới gà nha các bạn. Thì để là mai mốt mình trồng cái loại cây khác nữa các bạn. Nói chung là mình trồng được nhiều loại cây khác trên cái vàng này. Khi mà cây bầu nó ăn xong thì mình trồng lại cái loại cây khác. Ví dụ như là cây mướp các bạn.
cái mướp này mình trồng cũng trên được là trên cái leo vàng luôn. Đấy các bạn xem nè. Thì khi nào mà thu hoạch cái vườn bầu này các bạn thì mình sẽ quay cho các bạn xem cũng như là chia sẻ cho các bạn cái giá ha. Thì trồng bầu này thì nó cũng là hên xui thôi các bạn, khi giá thì nó cũng mười mấy ngàn, khi nó rớt giá thì nó chỉ có là 2-3 ngàn thôi. Thì bởi vậy thì mình cũng khuyên các bạn là trồng bầu này khi mà nó bị vàng lá đốm đốm lá như thế này á thì các bạn cũng không có nên là xịt liền, mình phải coi nó là bị là khoảng là bao nhiêu phần trăm á rồi chúng ta mới bắt đầu là xịt ha. Thì tầm là khoảng hơn 20% trở lên thì mình bắt đầu mình xịt nha các bạn. Đó thì đây thì mình cũng chia sẻ nhiệt tình cho các bạn luôn. Thì bạn nào đang xem hãy like cho mình một like các bạn. Thì mình cũng đang tạo một cái kênh YouTube nè các bạn để mình quay những cái chủ đề về những cây trồng các bạn. Thì chia sẻ cho những anh em nào mà có đam mê mà làm vườn á thì cũng ấy với mình ha. Còn đây là mình trồng mình kết hợp với sơ dừa nha các bạn. Với phân chuồng nha các bạn ha. Đó các bạn xem. Cái sơ dừa này á thì mình phải là xử lý nó nha các bạn ha. Khi mà mình mua về á là mình phải giục nó xuống đìa ha hoặc xuống ao gì đó các bạn. Thì tầm khoảng một tuần lên thì mình mới lấy mình trồng được nha các bạn ha. Thì nó xử lý được cái độ chát các bạn. Trồng cái sơ dừa này nó rất là tốt cho các loại cây luôn các bạn. Hầu như là mình trồng các loại cây á là mình là đều sử dụng là cái sơ dừa nha các bạn ha. Đó, các bạn xem nè. Bị đốm lá này các bạn. Thì thường nó bị triệu chứng như vậy á thì bạn có thể sử dụng cái thằng Anvin á các bạn xịt là được rồi. Thì thằng Antracon á mình xịt cũng được nữa các bạn, nhưng mà thằng Antracon á thì nó cái bịch của nó mắc tiền hơn cái thằng Anvin nha các bạn ha. Mình mua cái thằng Anvin mà chai loại nhỏ 100 ml các bạn pha với nước các bạn xịt thì nó nhẹ tiền hơn nhưng mà nó hiệu quả thì nó cũng rất là ok nha các bạn. Đó thì ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cho các bạn rồi đó. Đó để mình quay sơ cho các bạn xem nữa nè, rồi mình sẽ kết thúc cái video này ở ở đây nha các bạn nha. Thì bạn nào mà đang xem á thì hãy cho mình một like nha các bạn. Ở đây thì mình cũng là chia sẻ cho hết mình cho các bạn luôn. Thì bạn nào mà có những câu hỏi mà liên quan về chủ đề làm vườn á thì các bạn cứ là bình luận dưới cái phần bình luận của cái video này ha, thì mình xem được á thì mình sẽ thả tim cho các bạn, thì cũng như là mình sẽ là trả lời cho các bạn ha. Đó các bạn xem nè. Thì thôi video mình quay tới đây được rồi nha các bạn. Rồi mình xin được dừng video này nha. Rồi mình xin được mến chào.